đề tài thắp sáng đường giao thông nông thôn, xóm nhờ hệ thống tự động kích ứng theo hướng mặt trời của các em Hà Thị Minh Hằng, lớp 11A1 và Long Chí Thái Sơn, lớp 12A1, trường Trung học Phổ thông Định Hóa. Hệ thống được thiết kế để điều khiển tấm năng lượng mặt trời một cách tự động. Theo đó, tấm năng lượng mặt trời dùng để tạo ra nguồn điện cung cấp cho sinh hoạt sẽ được lắp đặt trên hệ thống cơ cấu định hướng theo vị trí mặt trời để đưa mặt thu các thiết bị hướng lên phía mặt trời nhằm thu nhiều năng lượng nhất. Thiết kế, lắp đặt, vận hành thành công hệ thống, đề tài đã đạt giải cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2021-2022. Hiện nay thì có rất là nhiều thôn xóm ở trong khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa chưa được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng. Vậy nên là sẽ rất là gây khó khăn trong việc an toàn giao thông cũng như là giữ gìn an ninh trật tự của khu vực thôn xóm ấy. Vì vậy là chúng em đã tận dụng cái ánh sáng mặt trời đấy để sáng tạo lên cái hệ thống lắp đặt này, vừa không mất tiền điện, tiền chi phí cái đường dây điện. Bên cạnh đó thì chúng em còn làm tận dụng cái ánh sáng mặt trời và tiết kiệm nguồn năng lượng cũng như là bảo vệ môi trường ạ. Dù gặp không ít khó khăn trong quá trình tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật, nhưng các thầy cô giáo và các em học sinh đã không ngừng nỗ lực để cố gắng có được những thành công nhất định. Đầu năm học 2021-2022, các em học sinh nhà trường đã có 5 đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp trường, trong đó lựa chọn ra 2 đề tài để dự thi cấp tỉnh, đều đạt được giải nhì, đó là đề tài tìm hiểu kiến trúc nhà sàn của người Tày huyện Định Hóa và giải pháp duy trì bảo tồn những nét văn hóa truyền thống liên quan đến kiến trúc nhà sàn của người Tày. Của các em Nguyễn Thị Huyền, lớp 11A1, Mai Quang Huy, 10A2, đề tài thắp sáng đường giao thông nông thôn xóm nhờ hệ thống tự kích ứng theo hướng mặt trời của em Hà Thị Minh Hằng, lớp 11A1 và Long Chí Thái Sơn, lớp 12A1. Đối với lại đội ngũ giáo viên của chúng tôi, khi mà nhận được các ý tưởng muốn tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật thì giáo viên chúng tôi rất là sẵn sàng, bởi vì đây là một trong những cái cuộc thi mà có thể giúp các em có cơ hội được trải nghiệm, được sáng tạo, được thể hiện mình, cho nên là chúng tôi rất là sẵn sàng ủng hộ kể cả lẫn cơ sở vật chất của nhà trường cũng như là các cái hướng dẫn về khoa học để giúp các em có thể đạt được những cái thành tích cao nhất trong cái cuộc thi và giúp các em có thể là đưa cái ý tưởng nghiên cứu học này để vận dụng vào trong thực tế đời sống. Từ những ước mơ, khát vọng của tuổi trẻ trong cuộc sống thường ngày, các em đã nghiên cứu, làm ra những sản phẩm có giá trị thiết thực đối với đời sống thực tiễn. Cuộc thi thực sự đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào thi đua học tập và nghiên cứu khoa học. Ứng dụng công nghệ là sân chơi trí tuệ và cũng là cơ hội giúp các em thỏa sức sáng tạo, thể hiện bản lĩnh, làm chủ khoa học công nghệ, nuôi dưỡng ước mơ để trở thành nhà sáng chế trong tương lai. Cùng với sự chỉ đạo của Đảng ủy ban giám hiệu thì đoàn trường cũng kết hợp với các tổ chuyên môn, phối hợp với các giáo viên trong tri đoàn giáo viên cũng giúp đỡ tạo điều kiện cho các em học sinh cũng như là đoàn viên thanh niên có khả năng và có đam mê tham gia vào các công trình nghiên cứu khoa học từ cấp trường, sau đó là cũng hỗ trợ tư vấn giúp đỡ các em để hoàn thiện và xây dựng để hoàn chỉnh những cái sản phẩm để có thể tham gia các cuộc thi cấp tỉnh. 2 năm trở lại đây mà thì nhà trường cũng liên tục cũng có những cái sản phẩm tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và cũng năm nào cũng đạt giải. Thông qua cuộc thi, các em được tiếp cận nhiều hơn với các cơ hội học tập, nghiên cứu, tiếp tục sáng tạo và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong học tập, lao động, sản xuất và đời sống thường ngày. Với những ý tưởng sáng tạo và những cách làm tích cực, hy vọng rằng trong năm 2022, sáng tạo trẻ tiếp tục là sân chơi ý nghĩa, hấp dẫn và lý thú, tạo điều kiện để cho các em học sinh có cơ hội tham gia và phát triển bản thân.